lên sân đẹp. Mình lên đường đi Bắc Giang nhỉ? Đây mình có bánh mình đây. Rất đẹp. Thân ngược. Chủ tịch ơi, chủ tịch ở Bắc Ninh này. Đây, xin chào mọi người. À, rất đẹp trai. Ok ok. Hôm nay bạn ấy đang trải nghiệm xe và đang dự định là lấy 5.000 con. Ok, hay đấy. Mình chắc chắn là sẽ lấy. Bố đéo biết có biết xuống đường dưới không này. Mẹ lại đi lên cao tốc nó bắt rồi. Chết.
đến nơi các bạn ạ. Sắp về đến nhà máy của Mega rồi. Mình dừng lại để chờ mấy anh em ở đằng sau. Ui ui anh ơi. Mình đi từ Hà Nội đến đây khoảng tầm 70 cây nhưng mà xe vẫn còn hai vạch điện các bạn ạ. Các bạn thấy không? Đấy. Còn mình đi từ Hà Nội lên đây khoảng tầm 70 cây rồi nhưng mà xe vẫn còn hai vạch điện. Đi cực kỳ trâu luôn. Các bạn mà muốn đi vượt xa thì có thể dùng con này đi cũng được. Ui. Xin chào. Giờ mình cùng đi vào ở trong để tham quan nhà máy nhá. Chào chú ạ. Một dàn siêu xe vừa từ Hà Nội lên đây. Đây bạn ơi. Đây chỗ để xe của nhà máy. Chào tất cả anh em. Ô tô đang về đây rồi. Ô tô về đây để đón mà. Ô tô là về đón. Quan trọng gì? Vâng, đúng rồi, mình quan trọng thì cơ bản là cái trải nghiệm rất đẹp. Ô, oh, xin chào chủ tịch. Đi cùng luôn. Anh vừa đâu về anh? Anh vừa ở đây. Vừa đây xong rồi đi ra quán. Đây anh em vừa mới về tới nơi. Xin chào mọi người, tôi vừa trải qua một cuộc hành trình từ Hà Nội về nhà máy Bắc Giang của Vega. Thì quãng đường khoảng sắp xỉ gần 70 cây. Hiện tại chúng tôi đang ở nhà máy thì xe vẫn còn khoảng độ 3 vạch điện. Bắc Giang, đây là đồng hồ xe lúc đến nơi. Vẫn còn 3 vạch và có thể đi được khoảng thêm được 30 cây nữa. Tóc luôn màu đỏ này, màu trắng, màu bạc,
chào.